Nếu bạn thích cái kiểu mà chữ á, mà cái chất liệu nó là nước, có nghĩa là nước mà chúng ta quạt thành chữ á, nó giống như kiểu này, thì chúng ta sắp sửa sẽ làm sau đây. Ha. Giống như nó là nước mà nó quạt thành chữ. Đầu tiên tôi sẽ kéo cái nền gỗ vào Photoshop. Các bạn có thể dùng các nền gỗ khác. Tôi sử dụng cái nền gỗ này và chúng ta sẽ thấy được cái kích thước của nó. Xem qua cái kích thước của nó. Cái hình này nó là hình vuông 880 pixel. À, mỗi cạnh 880 pixel và cái độ phân giải là 72. Đầu tiên tôi sẽ xoay nó lại. Đưa nó xoay nó lại. À, chúng ta sẽ cho cái chữ nó nằm trên đây. Tôi sẽ gõ cái chữ vào. Các bạn gõ chữ vào thì tôi gõ chữ chữ hoa ha, chữ web. Tôi nhấn Command trên máy Mac hoặc là Control trên Windows để chúng ta kéo nó lớn lên. Rồi. Nó là chữ nước mà, thành ra chúng ta không có nên chọn những cái chữ mà nó góc cạnh quá như vậy. Chúng ta sẽ đổi cái phông nó thành một chữ mà cái phông nó bầu bầu quá, giống như là chất liệu nước á. Tôi sẽ chọn cái phông. Cái phông phông này cũng được, phông rau này cũng được, để tôi chọn thêm nữa. Đây, chúng ta sẽ có cái phông chọc bo ha, chúng ta chọn cái bo. Các bạn không quan trọng là nó màu gì nha, chúng ta sẽ cho nó trong suốt. Nhấn phím Control trên máy Mac. Từ giờ trở đi tôi nói phím Command thì các bạn bên Windows sẽ hiểu nó là phím Control trên Windows ha. Rồi chúng ta sẽ thúc nó lại để cho nó có một cái cho nó mấy cái chữ nó dính nhau thì nó đẹp hơn, nó hiệu quả hơn. Tôi chọn ở đây. Chúng ta kéo vào đây. Chúng ta mở cái character lên. À. Tôi kéo cái này qua đây để chúng ta mở cái này lên được. Muốn kéo cái này qua lại như thế này được thì bạn vào Photoshop, bạn vào cái reference. Ha. Chúng ta cái reference này, bạn vào cái tool, bạn chọn cái overstroke nè, thì lúc đó cái hình cái canvas nó nhỏ, bạn vẫn có thể di chuyển qua lại được ha, còn bình thường không di chuyển được. Rồi chúng ta sẽ thúc nó lại, chúng ta cho nó dính nhau, cho dính nhau, rồi dính nhau. Rồi tôi cho chữ E nó tụt xuống chút xíu để cho nó thật hơn ha. Tôi sẽ cho cái tách ra một chút xíu. Nó vừa chạm nhau thôi, nó vừa chạm nhau đẹp hơn. Rồi. Như vậy thì cái chữ T này nó cũng vừa chạm và chữ E cũng vừa chạm. Rồi tôi sẽ áp cái hiệu ứng. Đầu tiên, chúng ta sẽ vào cái layer này ha, chúng ta đang chọn cái chữ là cái west này, chúng ta sẽ bấm vào đây, chúng ta sẽ chọn vào cái blending option, chúng ta sẽ cho nó trong suốt, cái fill opacity ha giảm tối đa thì nó sẽ là trong suốt. Đó. Cái fill opacity giảm thì nó là trong suốt, mà trong suốt là trong suốt cái thịt thôi nha, cái pixel thôi nha, còn cái hiệu ứng của nó sẽ không trong suốt. Đó là cái tuyệt vời của cái Fill Opacity. Kế tiếp, chúng ta sẽ chọn cái Inner Shadow. À, các bạn chọn Inner Shadow và các bạn chọn là màu đen. Cái Blend Mode này nè, chúng ta sẽ chọn là Multiply. Ha.
Còn cái góc này chúng ta sẽ chọn nó là 90 độ. 90 độ. 90 độ. Cái opacity này tôi cho nó là 60. Tôi cho nó 50. Distance tôi cho nó là 15 nhé. 15. Lớn vô đây chút. Rồi cái size này thì chúng ta sẽ cho nó 30. 30. Đó là chúng ta vừa xong cái phần mà inner shadow. Kế tiếp chúng ta sẽ chọn cái crop shadow. Crop shadow thì các bạn chọn cái màu này là màu đen. Chúng ta gõ vào 6 số 0 và chúng ta sẽ có màu đen. Cái overlay, cái blend mode này nè, chúng ta sẽ chọn là multiply. Rồi opacity thì các bạn có thể cho là khoảng 85. Cái distance này thì chúng ta khoảng chừng, cái size này chúng ta giảm xuống đi khoảng chừng 18, nhẹ chút ha. Rồi cái distance này chúng ta sẽ cho nó là khoảng 4. Cái split này chúng ta cho nó về 0. Ở một chút phía dưới này cho nó là số 4. Split là số 4 luôn. Hoặc là ở đây chúng ta cho 5. Chút xíu nữa chúng ta có thể điều chỉnh lại tiếp. Tôi thấy cái distance này là 3. Cái này 5. Rồi, đúng rồi. Rồi, như vậy thì chúng ta sẽ đi qua thêm một cái nữa. Đó là cái Bevel Emboss ha. Các bạn chọn trên đây nè, là cái Inner Bevel. Chọn cái này là Smooth. Và chúng ta sẽ tăng lên cái này là khoảng, cái Deep này là khoảng chừng 200. 210. Thấy ứng ứng ha. Rồi ở đây chúng ta chọn cái này là Up. Ở đây chúng ta sẽ chọn cái size là 20 đi. 20 cũng được. 20. 18. Nó bị nặng quá. Rồi nó là như thế. Chút xíu chúng ta có thể chỉnh lại sao nha. Cái góc này nè, các bạn bỏ cái Use Global Line đi nha. Các bạn có thể cho đây là 105. 100. Cái góc nó chết lên trên chút xíu. Và chúng ta có cái này là 62. Cái độ cao là 62. Rồi, nó hơi cái ứng ứng này. Bây giờ chúng ta sẽ chọn phía dưới này. Chúng ta sẽ chọn cái hiện tại bây giờ chúng ta bấm vào đây ha. Để chúng ta add thêm nè. Chúng ta bấm vào cái Contours. Và chúng ta bấm vào cái Append cũng được. Append. Rồi chúng ta sẽ chọn cái này, đó là rounded slope. Bạn thấy nó ẩn lên thấy giống giống rồi ha. Bây giờ chúng ta tăng cái phần này lên nữa. Cái này là màu trắng đúng rồi, cái này là màu đen đúng rồi. Bây giờ cái này là chúng ta sẽ cho nó là liner line nằm đây đó, thấy ẩn không, sáng lên rồi đấy. Bây giờ chúng ta cho nó lên tới 80 luôn. 80 rồi, cái nó bắt sáng lên rồi. Còn cái dưới này là multiply, chúng ta giảm nó xuống cho nó nhẹ đi.
khoảng chừng 30. 30. Rồi, bây giờ là cái inner flow này chúng ta có thể giảm xuống một chút. Cũng là khoảng 10. Nếu mà để hồi nãy thì thấy nó tròn quá. Rồi, như thế này, chúng ta đã có cái chữ chữ nước. Tôi xem lại cái phần brush shadow này mình còn đậm quá, chúng ta sẽ cho nó xuống chút. Cái inner shadow giảm nó xuống chút xíu. Cái size giảm cái size xuống một chút. Rồi, cái bên số Emboss chúng ta cho nó dẹp dẹp. Cái này, cái size nó dẹp rồi đó. Bây giờ chúng ta cho nó sâu hơn chút xíu. Bây giờ cái crop shadow này chúng ta giảm nó lại một chút nha. Nó hơi bị nặng một chút. Các bạn chỉnh bằng con mắt của mình á, thấy sao cho nó giống nhất. Rồi bây giờ tôi sẽ thêm một số giọt nước xung quanh để cho nó tăng cái phần thật đi. Chúng ta sẽ sử dụng cái cọ ha. Chúng ta sử dụng cái cọ và chúng ta kéo nó vào cái cho nó độ cứng nhất. Rồi chúng ta sẽ tạo một cái layer pixel nè. Layer pixel. Tôi ở đây chúng ta sẽ cho một điểm. Rồi chúng ta sẽ nhỏ lại một giọt nước rồi đó ha. Nhớ lại nhớ nữa. Rồi ở trên đây chúng ta sẽ có một điểm, tôi lấy như thế như thế. Ở đây chúng ta cũng sẽ có một điểm, ở trên đây chúng ta sẽ có một điểm mà nó hơi quệt quệt chút xíu ha. Rồi các bạn có thể là cho nó quệt quệt chút xíu cho nó cái giọt nước nó bị loang loang chứ nó không phải là nó bình thường. Rồi tôi thấy ở đây chúng ta sẽ rồi bây giờ chúng ta có hai giải pháp, hoặc là chúng ta sẽ copy cái style này lên trên cái layer này. Ví dụ tôi làm cách này, nhấn cái phím antennas ha. Chúng ta kéo lên, chúng ta bỏ vào đây. Đó. Thì cái giọt nước này nó sẽ có cái hiệu ứng của cái nước luôn. Nếu mà muốn như vậy thì chúng ta phải double click đây và chúng ta giảm cái này xuống ha. Các bạn sẽ có cái giọt nước này. Và tôi trả về nha. Tôi trả về. Cách thứ hai là chúng ta tạo một cái group.
ha. Cái này ở đây nè, tôi đổi tên là Crop Butter. Rồi, chúng ta tạo một cái group và chúng ta áp cái hiệu ứng này vào group luôn ha. Tôi bỏ cái này vào nè, cái này vào group. Rồi sau đó chúng ta áp cái hiệu ứng này vào group. Như vậy tôi di chuyển cái hiệu ứng này lên cái group, chứ tôi không có copy ha. Tôi copy thì nó còn giữ lại trong cái web này. Tôi di chuyển vào thì tôi nhấn cái command, tôi kéo lên à. Các bạn bên control thì các bạn bên Windows thì nhấn control. Rồi cái vậy chứ web này hiện tại bây giờ nó không có hiệu ứng gì hết. Chúng ta cũng bỏ vào đây luôn chúng ta đang thấy như thế. Thì bây giờ lý do tại sao, lý do là bởi vì cái chữ web này chúng ta đã cho nó trong suốt. Bây giờ chúng ta sẽ mở nó lên lại ha. Chúng ta sẽ mở nó lên lại và chúng ta sẽ cho nó, chúng ta tăng nó lên ở đây. Hồi nãy chúng ta giảm nó đây đúng không, tăng lên ở đây, hoặc là bạn có thể tăng lên ở góc này cũng được. Ok rồi, sau đó chúng ta sẽ giảm cái group này ha, giảm cái trong suốt cái view này nè. Chúng ta sẽ giảm xuống ha, giảm xuống cái view. Thì tất cả những cái gì mà bạn thêm vào đây nó đều có áp dụng cho cái chất liệu nước hết. Tôi lấy ví dụ, tôi vẽ thêm đi. Tôi ví dụ ở trong cái group này tôi vẽ thêm, dùng cái group này chúng ta vẽ thêm thì chúng ta sẽ có là cái nước. Tất nhiên là chúng ta sẽ tạo ra cái hình dạng nước cho nó giống giống hơn ha. Đó là chữ nước. Tôi có thể di chuyển group này nè, click vào đây để chọn group, và chúng ta di chuyển cả group ở một cái vị trí nào mà chúng ta thấy thích hợp nhất chúng ta để. Hoặc là chúng ta có thể là tăng lên khi bạn tăng lên thì cái hiệu ứng nó hơi lệch một chút, chúng ta có thể là điều chỉnh lại bằng cách là trong cái này là chúng ta sẽ tăng cái size lên chút.